Hello anh em, thì kinh Minh TV bữa nay xin chào anh em. Ngày bữa nay mấy anh em mình đi quay điện gió ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng lại cho anh em xem nha. Thì hôm nay có bố anh em đi à, dịch quá anh em ơi, không gà mới ra clip cho anh em xem nha. Bữa nay mình đi quay điện gió cho anh em xem nha, rồi anh em theo chân mình nha, em chuyển trong gà trước cho anh em xem nha. Đó, anh em thấy này đi quay rồi mình cũng có quay ở Bạc Liêu á, mà điện gió Bạc Liêu không có vô tận nơi quay cho anh em xem. Hôm nay trên này đang trong á, quay cho anh em xem. Các bạn xem. Quay cánh nó được không? À. Chừng nữa nè anh em. Quá trời. Cho quay không á? Cho quay không? Dưới đi. Quá trời. Trước là Bạc Liêu, giờ Vĩnh Châu Sóc Trăng có nghe anh em, có điện gió nghe anh em. Đang thi công làm anh em chưa đưa vô hoạt động á. Trước đây mình quay cho anh em xem. Chia sẻ cho anh em đông quá vậy, cho vô không anh, cho vô mày ơi. À, anh em dọn cánh hết biết luôn anh em, mấy người đó đi vô chơi á vậy anh ơi. À, vô chơi á vậy quá trời cánh quạt luôn rồi. Cánh quạt nó nè anh em, quá trời bự. Cánh nó dài 80 mét nè. Này là cái chân cột nó nè. Hết biết. Chừng nó nè anh em, thấy chừng hết biết không? Quá trời. Cái này là cánh quạt nó nè anh em. Cánh quạt nó là dài 80 mét nha anh em. Anh em cánh quạt nè. Hết biết rồi. Nó bằng như bằng cái gì á, không phải bằng sắt. Hết biết anh em. Như là bằng cái con gì đó thôi. Này nó không để như ký mà ơi. Này nó không để như ký anh em ơi. Cái gì? Một tấn hả? Một tấn về 10 này như cái tấn. 16.000 kg nha anh em. Còn 16 tấn. Quá trời. Một cánh quạt 16 tấn anh em. Cái đợt trước mình có đi quay điện gió Bạc Liêu đó cho anh em xem mà quay trên đó kìa, mà không có vô tới chỗ được anh em. Còn đây là cũng như mới có thi công á anh em, chưa có vô hoạt động á, rồi mình quay cho anh em xem. Anh em thấy video mình hay á, ủng hộ đăng ký cho mình thêm anh em, tại vì mình bỏ kinh lâu quá không có làm, nhớ anh em quá, lên làm cho anh em xem anh em. Rồi đi lại cố cố tầm cảnh quay cho anh em. Yeah.
Dịp về Vĩnh Châu Sóc Trăng mình á thì tại đây tham quan anh em ở Vĩnh Châu Sóc Trăng mình á, anh em có dịp về đây chơi. Trăm khách biết bốn mấy ngàn tháng để trụ đây lại đường vô nha nè, vết nổi nè, vết nổi đó đó em vết hạt hà thì cộng với cả tới đây là hết rồi phải không, tới đây đâu còn nữa phải không, tới đây là hết rồi phải không, tại nó đang làm xuống rồi phải không? Mình truyền điện vô nha anh em. Cái cây mình xuống rồi, nó truyền điện ở đây nó phát đi nha anh em. Tại đây nó chung đó nè. Xem clip vui vẻ ha, chúc anh em thật nhiều sức khỏe ha trong mùa dịch nha. Bye bye anh em. Bye bye, bye anh em.